Chào anh em quý khách hàng của các bạn, tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em quý khách hàng của các bạn nhiều sức khỏe và cái nhuận cao nhân nghiệp cũng như là cuộc sống một ngày tràn năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một em với thương hiệu là Hyundai HD 72 đời 2015, nhưng hạn sử dụng đến 240, một chiếc xe tải cũ phiên bản thùng kính inox có cửa hông nước sơn màu xanh, và xe này Việt Nam lắp ráp. Tải trọng 3 tấn rưỡi anh em, 3 tấn rưỡi, thùng dài 4m9, chiều ngang là 2m050 và chiều cao là 1m870, khối lượng toàn bộ là 7 tấn, khối lượng bản thân là 3,4 tấn. Đó, 3 chỗ ngồi, thùng lớp ngoài nóc dập sóng rất là dày và cứng cáp, vỏ gai lớp cũng còn rất là cao, đường kính mâm là 16 inch, vỏ của nó là 7.5, cầu cũng rất là lớn. Xe cổng quá tải rất là tuyệt vời với cái mẫu xe tải của Hyundai xịn sò như này. Nếu anh em biết cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử. Sàn sắt dập sóng, phía trong một lớp toa len kẽm, có khung xương một lớp mất xốp rất là dày và cứng cáp như thế này. Nguyên cái thùng rất là kiên cố, rất là chắc chắn và còn rất là đẹp. Xe này công ty trả hàng nhẹ thôi nè, nên thuê xe còn rất là chắc. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc anh em xem xe trải nghiệm mà lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể riêng một em về phù vụ đức nhân mà tải chuyên hóa của anh em hàng của bạn. Với mức giá bên mình dự kiến chờ bán em Hyundai HD 72 3 tấn rưỡi là 2015 như thế này là 420 triệu nha anh em, 420 triệu. Xe công ty xuất hóa đơn, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt luôn, cabin lật đó anh em thấy không, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, táp lô, táp ly cửa, máy lạnh đầy đủ, vô lăng cái xe là rất là nhẹ nhàng, hộp số 5 số tiến và số lùi. Đó, xe đi được khoảng 180 mấy nghìn km, đi cũng là ít, nhìn xe cũng còn rất là chắc, ghế bọc da 3 chỗ ngồi rất là sang trọng, nội thất nhìn còn rất là đẹp đẽ luôn anh em. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe cho nhiều người lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ đi cái nhà mình tải chuyển hóa của anh em nhà các bạn. Lưới tải nhiệt rất là rộng, nước sơn màu xanh rất là bắt mắt. Đó, động cơ rất là khỏe, động cơ Hyundai thì rất là tuyệt vời rồi anh em, chạy rất là sướng. Đó, với cái khối động cơ chạy rất là khỏe luôn anh em. Dung tích xi lanh của cái khối động cơ nó khoảng 3.7 lít, công suất đạt 96 kW tại nguồn thu 2009, máy Hyundai, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh ngắn hàng, máy to khỏe chạy sướng rất là đã luôn. Nếu nhầm thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc cái này xem xe cho nhiều người thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ kinh doanh mình đã ăn chuyên hóa của nhà quý hàng của bạn. Cảm ơn nha quý hàng của các bạn đã theo dõi cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục cho thành các xe tải cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục cho thành các xe tải cũ tiếp theo của mình về những mẫu xe tải cũ đang có mặt trên thị trường. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.